Chiều qua, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau 2 ngày truy lùng, Công an đã bắt được 5 đối tượng đục tường trốn khỏi nơi tạm giữ trong đêm mưa. 5 bị can này bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Đắk Lắk. Các đối tượng gồm Vũ Văn Dũng, sinh năm 1995, Đinh Khánh Đạt, sinh năm 1996, Vũ Thành Nghị, sinh năm 1990, Đào Đình Kiên, sinh năm 2001, Nguyễn Văn Long, sinh năm 1991, quê ở Hưng Yên và Hải Dương. Trước đó, vào tối ngày 9 tháng 6, 5 đối tượng nói trên đã lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày, đục chỗ tường ẩm và bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Sau khi bỏ trốn, các đối tượng về nhà Đạt tại thành phố Hải Dương lấy xe ô tô mang biển kiểm soát 34A46872 để chạy trốn. Cả nhóm 5 đối tượng lên xe ô tô chạy theo hướng Hải Phòng, Thái Bình. Chiều ngày 10 tháng 6, Công an Thanh Hóa phát hiện chiếc xe nói trên gửi tại nhà xe của Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa.